Xem tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 tháng 4 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giò sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ thì những quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ mọi người của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Quý Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Trong tháng 4 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều những chuyện xui, có thể nói rằng là cát vận thì nhiều hơn hung vận. Sự nghiệp của những người tuổi Dậu sinh năm 1993 luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 4 năm 2022, vận trình của những người tuổi Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh kiếm phong kim. Tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra. Thế nên tay làm hàm nhai, mà tay quay thì miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung, mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ, nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kêu bo bẩn tiện. Làm bạn hàng của họ thấy hợp đồng nhanh được ký kết, làm khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc làm kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ, như ăn cơm uống nước, chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Tử vi của những người tuổi Quý Dậu rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp. Có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn độc thân cũng còn được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công danh sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, theo tử vi tháng 4 âm lịch, sự nghiệp của quý vị gia chủ Quý Dậu nhìn chung trong hung có cát. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Quý Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không cần phải ôm đồm tất cả mọi thứ, để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi, đến chốn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần hăng hái và tích cực hơn. Tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến bạn dễ dàng để tuột mất cơ hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi cho thấy, mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng nhưng không có quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn được nhiều người giúp đỡ gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội trong các dự án bất động sản nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người và còn có những lần hợp tác lần sau. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Quý Dậu nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, con giáp này sẽ không gặp phải những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm 2022. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm nhờ được điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy hợp thuốc. Các quý vị gia chủ Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng này. Người độc thân dễ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai nhận ra mình có rất nhiều những đề tài chung để có thể trò chuyện với đối phương. Thiện cảm tăng dần, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt, có người sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương khiến bạn có ấn tượng rất tốt. Nhưng nam mệnh sẽ phải cố gắng thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ của mình. Tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn. Đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Quý Dậu, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
ngày âm lịch ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về vật luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1993 trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại!